người lái cano bị lật chìm khiến 15 người tử nạn nói gì. Suốt 5 năm lái cano, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua, tôi cũng không lạ gì vùng biển ở cửa đại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ông Sen nhớ lại. Đây là tai nạn không mong muốn ngày 27 tháng 2, chúng tôi tìm đến gặp ông Lê Sen, chú thành phố Hội An, thuyền trưởng của tàu gặp nạn, trong lúc ông đang đi bộ ra cồn cát nơi chiếc cano định mệnh đã cướp đi sinh mạng của 15 người và hai người còn mất tích. Ông Sen được cho phép ra ngoài thắp nhang cho nạn nhân trong quá trình bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong sắc mặt chưa hoàng hồn sau vụ việc tăng thương, ông Sen chia sẻ. Ông gắn với nghề biển từ năm ông lên 10 tuổi và suốt 5 năm, năm nay, ông làm nghề lái cano chở khách du lịch ra đảo Cù Lao Tràm để chăm lo cho gia đình. Nhưng một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch giảm sút nên ông thất nghiệp. Đến khi dịch bệnh được kiểm soát, khách du lịch bắt đầu quay trở lại Cù Lao Tràm nên ông được chủ tàu Phương Đông gọi đi làm lại. Đến đầu giờ chiều định mệnh ngày 26 tháng 2, ông đón đoàn khách 39 người trở về từ Cù Lao Tràm. Khi rời đảo, tất cả người trên cano đều mang áo phao và cano chạy với vận tốc không vượt quá 50 km/h. Suốt 5 năm lái cano, Tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua, tôi cũng không lạ gì vùng biển ở cửa đại, ngoài đó có một cồn cát mới bồi nên thường xuyên có sóng, phát hiện sóng ập đến, tôi đã hạ ga, nhưng con sóng ập vào mạn khiến nô lật úp, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp xử lý gì, đây thực sự là tai nạn không ai mong muốn, ông Sen nhớ lại, ông Sen cho biết thêm, lúc cano bị lật, ông đã hoảng loạn và cứng miệng nên không kịp hô hoán du khách là tàu đang chìm, lát sau, khi lấy lại bình tĩnh ông đã ngụp lặn trong sóng để cố gắng cứu những hành khách còn mắc kẹt trong cano bản thân ông đã kéo ra được bốn người ra ngoài thì ngất xỉu và được cano khác cứu đưa vào bờ sau đó nhiều cano du lịch và cano của đồn biên phòng cửa đại đã tới ứng cứu tổng cộng cứu sống được 22 người đến sáng nay ngày 27 tháng 2, ông sen đã cùng một số người dân địa phương lội xuống biển đi ra nơi chiếc cano định mệnh đang đắm cách bờ khoảng 50 mươi mét để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và vớt lại tài sản còn sót lại trên tàu dù chúng đã nằm trong nước khá lâu và hư hỏng giờ tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được hai nạn nhân còn lại để mọi người bớt đau lòng ông nói xét nghiệm ma túy với lái tàu hiện nguyên nhân vụ lật cano vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ trước đó ông nguyễn văn sơn chủ tịch thành phố hội an cho biết nhiều khả năng cano vào đến gần bờ thì chúng cồn cát nên mắc cạn sau đó gặp sóng lớn bị đánh lập úc theo đại diện sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam ông lê sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng ti 3 lần đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2016 và hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 ngày 10 tháng 2 năm 2022 ông được sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng ti 3 có thời hạn đến ngày 10 tháng 2 năm 2027 Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao y, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn. Theo đại tá Nguyễn Hà Lai, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ tìm thấy 37 nạn nhân trong vụ chìm tàu trên vùng biển cửa đại, trong đó có 15 người tử vong, còn lại hai người mất tích. Công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích vẫn đang được triển khai. Hiện lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cũng thực hiện xét nghiệm xem lái tàu có dương tính ma túy hay không.